Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bó hoa thành một bó hoa hình trái tim như thế này. Mình nhìn thì nó hơi bị lệch một chút. Không biết các bạn có nhìn ra đây là hình trái tim không đã? Thì cứ đại loại là như vậy nhá. Mình sẽ vì cũng sắp đến dịp Valentine rồi thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bó hoa hình trái tim như thế này. Cái này thì mình cũng tự làm thôi chứ mình cũng không phải là thợ cắm hoa nên là mà nếu có gì mà các bạn cảm thấy nó không được ưng ý lắm thì các bạn tự điều chỉnh lại nha. Chứ mình cũng không nhận là mình cắm đẹp đâu. Mình biết như thế nào thì mình hướng dẫn các bạn thôi. Thì với một bó hoa như thế này thì cũng không khó làm lắm đâu. Nhìn thì nó phức tạp chứ lúc mà mình làm ra thì các bạn sẽ thấy nó dễ dàng thôi mà. Thì để bó được một bó hoa như thế này thì chúng ta cần một số nguyên liệu như sau. Nguyên liệu để làm một bó hoa như thế này thì chúng ta cần trước tiên là hoa hồng. Hoa hồng sắn giấy như thế này mình cũng đã hướng dẫn các bạn làm rồi. Nên là các bạn có thể tìm lại clip đó của mình để xem cách làm nha. Với cái loại hoa hồng mình dùng để bó như thế thì mình sẽ không làm phần đài và phần lá như cái clip mà mình đã hướng dẫn nha. Bạn nào mà muốn làm thì cũng không sao cả. Mình thì mình lười lắm nên là mình thấy nó không cần thiết nên là mình không làm. Tiếp nữa đó, quan trọng đó là các bạn muốn làm cái lá ở viền như thế này á thì các bạn làm thêm nha, không thì các bạn có thể dùng một số loại hoa như hoa sao để cắm kèm nhá. Mình hiện tại mình không có hoa ở đây nên mình sẽ dùng làm cái lá như thế này. Thì làm cái lá thì chúng ta cần giấy nhún màu xanh. Mình sẽ làm cái lá nó giống lá hồng thật hơn cái bó mình vừa cho các bạn xem. Thì kích thước của cái lá là 5,5 nhân với 4 cm nha. Tiếp nữa là chúng ta cần đến duy băng. Duy băng thì màu sắc các bạn tùy chọn dựa theo cái màu sắc yêu thích hoặc là do cảm quan của các bạn hoặc là do các bạn kết hợp màu sắc như thế nào cho nó phù hợp nhé. Kéo này, súng bắn keo. Quan trọng nữa đó là cái phần kẽm si. Như thế này chúng ta sẽ dùng khoảng 1,5 hoặc là 2 cái cành dây kẽm như thế này để chúng ta tạo cái hình trái tim nha. Nữa là chúng ta cần đến giấy bọc hoa. Cái này thì giấy này là mình có thì mình đã đem ra để làm. Chứ thực ra thì nó cũng không phải là giấy bó hoa đâu. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bó thôi. Các bạn tùy chọn giấy tùy theo sở thích của mình nhá, tùy theo màu sắc mà các bạn yêu thích. Thì giấy này mình sẽ dùng khoảng 3 đến 4 tờ với kích thước là 50 nhân với 35 cm nha. Quan trọng nữa đó là cái phần tay cầm của cái phần hoa đấy. Các bạn mà có thể có tìm được cái gì nhỉ, cái ống nhựa ấy hoặc là cái cây tre như thế nào mà nó tương tự với cái như thế này cũng được, hoặc là cái phần kẽm này chúng ta sẽ làm phần nó dài ra. Nó dài ra như thế này thì chúng ta không cần phải dùng cái này. Nhưng mà mình muốn nó cái tay cầm nó được chắc và to hơn ấy thì mình sẽ làm cái phần tay cầm này. Thực ra thì mình cái này là mình dùng cái giấy nhún để mình cuốn lại thôi. Chứ nó không có gì phức tạp đâu, mình sẽ dùng cái cây kẽm cành to gấp đôi lại, sau đó thì mình đã dùng cái giấy nhún để cuộn lại cho nó to ấy. Hoặc là các bạn có thể dùng giấy vệ sinh, giấy bản hoặc là giấy không dùng đến nữa ấy, thì các bạn cuốn lại nhá. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm nha. Mình sẽ cắm súng bắn keo trước để cho nó được nóng.
Trước tiên chúng ta sẽ xử lý phần hoa trước nhỉ. Thì chúng ta sẽ dùng cái đoạn kẽm xi như thế này. Hoa mình làm tầm khoảng 11 12 bông. Ở đây mình làm 12 bông nha. Bó hoa thì 12 bông nó có ý nghĩa, chứ các bạn đừng làm 13 bông nhá. Từ 1 đến 12 bông là hợp lý này. 18 bông. Mình nhớ là như vậy. Còn làm nhiều bông hơn thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà mình thì muốn nó ý nghĩa một chút thì mình sẽ cố gắng làm sao cho nó đủ cái số bông. Đây nhá, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Các bạn sẽ cuốn kẽm xi vào các bông hoa như thế này, sao cho các bông hoa xếp sát vào nhau. Các bạn nhẹ tay nha, không hoa nó sẽ bị nát đấy. Còn thiếu thì các bạn vào nối thêm kẽm nha. Các bạn nào, kẽm này thì mình không ghi kích thước, bởi vì là các bạn sẽ còn tùy chọn vào cái lượng hoa mà các bạn làm nha. Mình làm ít thì kẽm của mình sẽ ngắn hơn. Làm như thế này thì lát nữa mình tạo hình trái tim sẽ đẹp hơn. Mình cũng đã thử nhiều cách rồi, nhưng mà cái cách này mình thấy nó dễ tạo hình nhất. Mình không chắc là làm nên nó sẽ đẹp đâu nha. Mình chỉ hướng dẫn các bạn, còn mình cũng không quá khéo tay, sợ lên hình nó sẽ bị xấu thôi. Hôm nay là mùng 3 Tết nên là mọi người đang tập trung ăn uống rất là đông hàng xóm. Còn mình thì đang ở nhà một mình. Rồi, sau khi các bạn cuốn được thì nó sẽ có hình dạng như thế này nha. Rồi các bạn cắt bớt phần thừa này đi nhé. Các bạn sẽ nối hai cái đầu của kẽm này lại với nhau. Cứ tạm thời như vậy đã. Nhìn hơi lộn xộn này cơ. Thì bây giờ chúng ta sẽ uốn tạo hình trái tim nha. Thôi chết rồi, mình đã bị nhầm rồi. Sorry. Mình để tất cả hoa hồng ở đây nên là mình quên mất là mình sẽ phải để lại khoảng 3 bông để lát nữa là mình sẽ cắm vào giữa cái kẽm này nha. Các bạn cầm lại. Nó bị rụng mất một chiếc thôi rồi. Rồi, bạn cầm lại như thế này. Các bạn dùng tay để tạo hình cái trái tim nha. Đây, cái phần ở dưới này thì các bạn sẽ làm phần các bạn tạo hình đại loại ra cái hình trái tim nhá. Ở đây mình làm
hơi ít hoa nên là nó cứ méo mó xẹo xỏ cả. Rồi sau đó các bạn nào tạo hình được tạo ổn thì các bạn sẽ cho thêm vài bông, 1 đến 2 bông hoa vào giữa nha. Rồi các bạn dùng tay để chỉnh nhá, vì mình có cái kẽm ấy nên là nó cũng sẽ giúp mình cố định được một phần nào. Các bạn dùng tay chỉnh làm sao mà để cho cái hoa nó ra là cái hình trái tim của mình thì cũng tựa tựa hình trái tim đấy, chứ nhưng làm hoa thì cũng không thể, nó có hình hình dáng như vậy thôi. Mình thì không khéo tay lắm nên là mình chỉ bó được kiểu kiểu này thôi. Thì các bạn dựa theo cái cách làm của mình thì các bạn là tạo cái hình nó đẹp hơn nhỉ. Đây cũng mình nhìn qua đấy, hơi hơi giống hình trái tim. Thì bây giờ sau khi xong thì chúng ta sẽ dùng chúng ta sẽ buộc chặt cái phần này lại nhé. Thì ở đây mình sẽ dùng băng keo sáp. Các bạn nhớ cột, sau khi cột được cái phần này thì các bạn bây giờ chúng ta dùng cái cành to này nha, các bạn đặt vào đây. Rồi các bạn dùng cái kẽm si này các bạn cố định lại nhé. Các bạn nhớ giữ làm sao cho nó còn nguyên cái hình trái tim nha, vì cái này nó rất dễ bị mất biến dạng. Ngôn ngữ của mình bị loạn. Thì các bạn cứ dùng cái kẽm si này buộc lại sao cho nó chặt chắc nha. Không, nếu như mà chúng ta không cột chắc thì cái kẽm nó, cái cành nó sẽ bị bung ra ấy. Hôm nay mình xoắn hoa nhiều quá nên là tay rất là đau, mình phải dùng kìm để hỗ trợ. Bạn nữ là nào mà không tự cuộn được thì các bạn có thể dùng bạn trai mình là anh chị em, là mọi người khỏe khỏe một chút thì dùng tay rất là dễ nhé. Sau khi cột xong thì các bạn dùng tay để chỉnh cho nó ra cái hình trái tim đẹp nhất nhé. Rồi bây giờ đến cái công đoạn là tạm thời là xong như vậy nha. Đến cái công đoạn là chúng ta sẽ làm lá. Thì các bạn sẽ dùng cái tờ giấy có kích thước là 5,5 nhân với 4 cm như thế này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt tạo hình cái lá của hoa hồng nhá. Các bạn cắt như sau. Như thế này. Sau đó thì các bạn cắt răng cưa. Các bạn cắt được cái lá đại loại như thế này, các bạn mình làm để trang trí thôi mà, nên là cũng không cần thiết là các bạn phải cắt nó quá đẹp nhé.
Rồi các bạn sẽ cắt khoảng một số lượng lá nhiều nhiều một chút, thì các bạn sẽ gắn vào cái phần hoa này nhá. Vì là mình làm để trang trí phần rìa thôi ấy, nên là mình không cần làm từng bông hoa hồng một nhá. Đây, cái phần đuôi này các bạn nên kéo nó giãn ra để nó tạo hình cái hình, cái góc của cái hình trái tim. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn lá vào. Thì các bạn dùng keo nến nhá. Thay các bạn phết keo vào. Rồi các bạn dán. Các bạn nhìn theo mình làm nhá. Dán xong thì các bạn sẽ được cái lá kiểu kiểu như thế này. Các bạn cứ dán nó xung quanh. Cái này thì chúng ta nên dùng keo nến, bởi vì keo nến thì một lát là nó đã khô rồi, còn dùng keo sữa thì rất là lâu khô. Cứ tương tự như vậy các bạn là dán hết cái phần hoa này nha. Đó, sau khi mà chúng ta gắn lá xong thì chúng ta sẽ được cái mẫu hoa như thế này. Thì các bạn muốn lá nó cụp lên ấy, thì các bạn dùng tay để đẩy cái lá này ra nhá, thì nó sẽ phồng lên như thế này. Sau khi xong thì chúng ta sẽ được cái hình trái tim thô như thế này và chưa bó thành bó nhá. Nhìn bên trên rất là đẹp nhưng nhìn ở dưới nhìn đều nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng giấy để bó vào thôi. Thì các bạn dùng giấy này nhá. Kích thước là 50 nhân với 35 cm. Ok. Thì các bạn cái mặt hình này thì chúng ta sẽ cho vào bên trong hoa nhá. Thì các bạn đặt như mình nhá. Các bạn đặt chéo như thế này. Oh!
Viết tờ giấy như thế này. Đặt chéo nha. Đặt chéo như thế này. Cuối cùng các bạn cũng đặt như thế này, hay bó hoa như thế này, chúng ta sẽ đặt chéo vào đây. Đây chúng ta bó xong thì chúng ta sẽ được cái hình dạng của bó hoa như thế này. Các bạn nhìn nhá. Ở đâu là trái tim nhỏ? Đây. Thì các bạn muốn hoa nó cao lên thì các bạn đẩy cái hoa lên cao như thế này. Rồi, phần cuối thì các bạn bóp chặt nha. Thì mình thích thấp hơn thì mình để xuống dưới. Rồi chúng ta sẽ buộc cái di băng này lại. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện được một bó hoa hình trái tim như thế này. Thì mình thấy mình bó cũng không được đẹp lắm, nhưng mà mình cũng cứ hướng dẫn các bạn làm tạo thành một bó hoa đơn giản như thế này. Thì nó dù nó không được đẹp lắm, nhưng mà nó cũng theo mình thì nó là khá ý nghĩa. Nên là các bạn có thể tự làm để tặng người thân hay là người yêu nha. Đây là bó hình trái tim, nhưng mà mình nhìn thì nó cũng hơi bị méo một chút. Thì các bạn nào mà khéo tay hơn một chút thì các bạn có thể làm được những cái bó hoa nó đẹp hơn nha. Thì mình đã hướng dẫn xong các bạn làm một bó hoa đơn giản như thế này. Thì chúc các bạn thành công nha.
mình vẫn sẽ tiếp tục làm các clip hướng dẫn làm hoa. Thì các bạn muốn mình làm hoa gì thì các bạn có thể comment bên dưới thì mình sẽ nghiên cứu và làm nha. Chúc các bạn thành công với cái bó hoa hình trái tim như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha.